Tôi đang có mặt ở chùa Thiên Phước, quận Thủ Đức, phường Trường Thọ, Sài Gòn. Trong chùa có tái hiện lại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh 2.500 chẳng cách ngày nay. Nhà chùa tái hiện sự tích Đức Phật đản sinh để nhắc bà con Phật tử cũng như các nhà sư trong chùa luôn nhớ sự tích của Đức Phật để là tấm gương noi theo, và cũng mong Đức Phật phù hộ độ trì mọi điều tốt lành. Thì vườn Lâm Tỳ Ni hiện nay nằm ở vùng phía Bắc Ấn Độ, giáp biên với lại Nepal, dưới chân dãy núi đỉnh cao nhất thế giới Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya. Và nơi ngài sinh ở đây là vườn Lâm Tỳ Ni, nhưng mà kinh đô của ngài Đức Phật thì cách chỗ vườn Lâm Tỳ Ni bên Ấn Độ là khoảng 15 cây số, ở Katila là nơi đó là cố đô. Thì ngày nay du khách khi có dịp hành hương về Nepal, về Ấn Độ thì thường hay tìm đến cái sự tích, cái vườn Lâm Tỳ Ni này. Nó trở thành trung tâm hành hương của Phật tử trên toàn thế giới. Ra diên Tết Bính Thân 2016 đi chùa rất tốt, mong mọi điều tốt lành. Mỗi người sẽ có một ngôi chùa riêng của mình, và đây là chùa Thiên Phước ở Thủ Đức, Sài Gòn, miền Nam Việt Nam, với vườn Lâm Tỳ Ni nhắc lại sự tích của Đức Phật rất tuyệt vời.